ngày ba em cảm thấy mười dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy sắc xanh lục bao quanh người em ý nói màu của sự phản bội đây là một màu sắc rất bảo vệ môi trường rất khỏe mạnh nhưng em không thích cho nên em tốn cả một ngày trời thu thập mọi tin tức quây bua của anh hoàn toàn trống trơn không có bất cứ phát hiện nào đa bần của anh hoàn toàn trống trơn không có bất cứ phát hiện nào chư u của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào. Cloud Music của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào. Tào bao của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào. Các trang mạng công khai khác, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào. Đến không gian kiêu kiêu của anh em cũng bấm vào xem. Các bài viết trẻ châu thời cấp 2 em cũng đọc lại một lượt chống trơn vẫn không có phát hiện gì công tác giữ bí mật của anh cũng tốt đấy năng lực chống trinh sát thật mạnh mẽ dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng không có được thu hoạch nào lại còn mệt bã người